Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục Tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Trung Thu rồi, một ngày lễ truyền thống thường niên diễn ra vào rằm tháng 8. Đây cũng là dịp lễ mà gia đình sum họp và những đứa trẻ sẽ được rước đèn ông sao. Để hòa cùng một nhịp với không khí đó, khi ánh trăng tròn, sáng nhất, hãy cùng nhau khám phá một Pokemon đặc biệt là Ursaluna Blood Moon. Giống như ánh trăng đỏ rực trên bầu trời đêm, Ursaluna Blood Moon mang lại trong mình khả năng huyền bí và vẻ đẹp kỳ ảo với ngoại hình là một chú gấu to lớn cùng với vòng tròn đỏ rực trên đầu. Đây là một Pokemon cực kỳ bí ẩn và mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đem đến một mùa VGC phong cách trung thu đầy vui vẻ dành cho các nhà huấn luyện. Tổng quan về sức mạnh, Ursaluna Blood Moon là một cá thể Ursaluna đặc biệt được tìm thấy ở vùng đất Kitakami. Việc thích nghi với môi trường sống ở đây đã giúp cho nó có một sức mạnh khác thường với các Ursaluna khác. Khi xuất hiện trong màn đêm với màn sương mờ ảo và cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần của nó qua vầng trăng tròn trên đầu. Điều này được thể hiện khá rõ thông qua chỉ số của nó. Đây là một Pokemon rất mạnh ở mạng tấn công đặc biệt, với chỉ số tấn công ở mạng này lên đến 135. Ngoại hình khá to lớn khiến chú gấu này cũng có khả năng phòng thủ đáng gờm, đó là ở mạng thủ vật lý 120. Việc trụ sân của nó cũng sẽ được đảm bảo khi mà HP của Ursaluna Blood Moon tương đối tốt là 113. Tuy vậy thì chú gấu răng máu này vẫn có những điểm yếu ở mạng phòng thủ đặc biệt và tốc độ. Về tốc độ thì có thể giải quyết được bằng cách sử dụng chiến thuật Trick Room để hỗ trợ cho Ursaluna Blood Moon. Thế nên điểm yếu còn lại của nó chỉ về mặt phòng thủ đặc biệt mà thôi. Nó sẽ khiến cho Pokemon này khá chật vật khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở mạng tấn công đặc biệt. Về đặc tính, đã trôi qua thời gian rất dài trong khu rừng vực thời gian Kitakami. Sau quá trình thích nghi lâu dài ở đây thì Pokemon này mang trong mình một đặc tính vô cùng mới là Mind's Eye, với hiệu ứng khiến cho Pokemon này có thể tấn công các Pokemon hệ ma bằng các chiêu thức hệ thường và hệ giác đấu. Ngoài ra còn ngăn các Pokemon khác hạ thấp chỉ số đánh trúng của Pokemon này, và nó cũng sẽ bỏ qua các chỉ số né tránh của mục tiêu luôn. Tức là Pokemon này một khi đã ra chiêu thì rất khó mà trượt. Đây sẽ là một đặc tính rất tốt giúp ích cho việc tấn công của Ursaluna Blood Moon, với khả năng đánh lên cả những Pokemon hệ ma và những Pokemon gia tăng chỉ số né tránh. Về hệ thì Pokemon này mang trong mình song hệ thường và đất. Ở mảng phòng thủ thì song hệ thường đất này của Ursaluna Blood Moon có thể chống lại khá tốt các đòn tấn công từ các hệ độc và đá, cùng với miễn nhiễm các chiêu thức từ hệ ma và điện. Tuy vậy thì nó vẫn sẽ khá dè chừng những hệ như là giác đấu, nước, cỏ và băng. Về mảng tấn công thì song hệ này mang lại cho nó khả năng bao quát hệ rất tốt, với các chiêu thức hệ thường có thể gây sát thương thuần lên các hệ ngoại trừ hệ đá và thép. Vậy nên khi bổ trợ thêm được hệ đất vốn là khắc tinh của hai hệ trên, chú gấu của chúng ta sẽ có thể tấn công và khắc chế được các hệ như là độc, đá, thép, lửa và điện. Tính ra là không có một hệ nào có thể kháng được 1/2 sát thương đến từ song hệ của con gấu này. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, từ những thông tin mà tụi mình đã kể trên thì Ursaluna Blood Moon sẽ là một con gấu pháp sư ánh trăng với khả năng tấn công đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ cùng song hệ rất tốt mà nó đang mang. Dường như nó sinh ra đã là một Pokemon chuyên về tấn công, khi không có một hệ nào mà nó không tấn công được. Với điểm mạnh từ khả năng chống chịu vật lý tốt cùng với tốc độ rất tốt khi sử dụng trong Trick Room, thì Ursaluna Blood Moon chắc chắn sẽ là một Pokemon càng quét rất lâu dài khi ở trong căn phòng xảo thuật này. Nhưng điểm yếu khá rõ của Ursaluna chắc chắn nằm ở khả năng phòng thủ đặc biệt, và đây sẽ là điểm yếu chí mạng nếu mà bị đối thủ bắt bài. Về lối chơi, đối với Ursaluna trăng máu thì tụi mình khuyên là nên chọn lối chơi Trick Room sẽ là lối chơi tối ưu hiệu quả nhất vì tốc độ thấp của Pokemon này. Cùng với khả năng tấn công mạnh mẽ thì Ursaluna Blood Moon sẽ là một Pokemon sweeper đặc biệt với đầu ra sát thương cực kỳ lớn, và ít Pokemon nào có thể kháng lại combo chiêu thức và song hệ thường đất mang lại. Với bộ chiêu thức khá bao quát, nếu bạn muốn cho nó theo hướng setup thì có thể cho Ursaluna Blood Moon sử dụng chiêu Calm Mind để có thể gia cố thêm khả năng phòng thủ đặc biệt và sát thương của Pokemon này gây ra. Về mặt đồng đội đi cùng, qua những đặc điểm về thế mạnh cũng như điểm yếu của Ursaluna Blood Moon cùng với lối chơi mà chúng tôi đã đưa ra, thì đây sẽ là những đồng đội mà tụi mình cảm thấy khá là tuyệt vời để kết hợp và hỗ trợ cùng Ursaluna. Ferrigrap là một Pokemon cực kỳ thích hợp đi chung với là Ursaluna Blood Moon, với khả năng chặn các đòn ưu tiên nhờ đặc tính Armor Tail và bộ chiêu thức hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời như là Trick Room để đảo ngược tốc độ trên sân đấu, tạo nên lợi thế cho những Pokemon chậm như là Ursaluna. Helping Hand là chiêu thức hoàn hảo để gia tăng sát thương mà đồng minh gây ra, giúp hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng. Crimsnow sẽ là một Pokemon được sử dụng để đảm bảo khả năng trụ sân cho đồng minh với việc hỗ trợ tạo tường chắn nhanh chóng và quấy rối nhờ vào đặc tính Punster. Reflect và Light Screen giúp cho bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương lần lượt ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt trong đấu đôi. Parting Shot sẽ là một chiêu thức quấy rối khá tốt nhờ vào khả năng giảm 2 bậc tấn công vật lý và đặc biệt của kẻ địch, kèm theo là có thể giúp thay đổi Pokemon nhanh chóng.
Rillaboom sẽ đảm nhiệm vai trò là một Pokemon tấn công vật lý khá tốt trong đội hình, với khả năng tạo thêm môi trường cỏ, giúp hồi sinh lực cho đồng minh và tận dụng các chiêu ưu tiên mà Pokemon này có thể sử dụng để ra đòn, dù cho nó có ở trong Trick Room đi chăng nữa. Grassy Glide là chiêu thức tấn công khá mạnh, có thể trở thành chiêu ưu tiên nếu được sử dụng ở trong môi trường cỏ. Fake Out là chiêu thức có khả năng làm chán đối thủ, giúp đồng minh tận dụng khoảng trống để tấn công. U-turn sẽ là chiêu thức tấn công có thể giúp các Pokemon ra sân an toàn, cùng với khả năng thay thế Pokemon khác. High Horse Power sẽ là chiêu thức tấn công dùng để chống lại các Pokemon mang hệ lửa, thép hay là độc, đá và điện. Incineroar là một Pokemon tấn công quấy rối rất tốt khi đối đầu với những kẻ địch mạnh ở mảng vật lý. Với đặc tính Intimidate, có thể giảm một bậc sát thương vật lý của kẻ địch. Fake Out là chiêu thức làm choáng kẻ địch, tạo ra khoảng trống cho đồng minh tấn công. Fair Blitz sẽ là chiêu thức tấn công rất mạnh khi được cộng dồn với staff hệ lửa của Pokemon này. Knock Up là đòn đánh cực kỳ hiệu quả với khả năng cướp đi trang bị của kẻ địch. Parting Shot hoặc là Will-O-Wisp là hai chiêu thức quấy rối cực kỳ lợi hại với tác dụng làm giảm sát thương của kẻ địch gây ra. Với chiêu Parting Shot còn có thể hỗ trợ đồng đội ra sân an toàn. Umungus là một Pokemon hỗ trợ hồi phục cho đồng minh cũng như quấy rối rất lợi hại khi ở trong Trick Room. Với Pollen Puff là chiêu thức có thể tấn công kẻ địch còn có thể hồi phục một nửa lượng máu cho đồng minh. Spore là chiêu thức quấy rối cực kỳ khó chịu khi có thể khiến cho đối thủ chìm vào giấc ngủ, tạo nên lợi thế tấn công cực kỳ lớn cho đội hình. Rage Powder là chiêu thức hỗ trợ hút các chiêu đơn mục tiêu của kẻ địch, giúp nhận sát thương thay cho đồng đội. Về chiến thuật tác chiến, từ những đồng đội mà tụi mình đã lựa chọn cho Ursaluna Blood Moon, thì chiến thuật mà tụi mình đưa ra sẽ là đầu tiên chúng ta đưa Ferrigraph ra sân, cùng với một Pokemon hỗ trợ Ferrigraph dựng được Trick Room, có thể sẽ là Rillaboom hoặc là Incineroar để Fake Out, ngăn cho đối thủ dồn sát thương vào Ferrigraph, rồi dùng U-turn hay là Parting Shot để đưa Ursaluna Blood Moon ra sân ngay khi Trick Room được dựng thành công, hoặc là Crimsnow hay là Omongus để dựng tường chắn hoặc là hút sát thương của đối thủ. Nếu đối thủ là những Pokemon không dồn sát thương thì ta cũng có thể cho Ursaluna Blood Moon ra sân ngay lượt đầu cùng với Ferrigraph và dùng chiêu Protect hoặc là Carmine trong lượt đầu để gia tăng sát thương và khả năng phòng thủ, chờ Trick Room được dựng thành công bởi Ferrigraph thì sau đó tấn công. Ở các lượt sau thì cứ thế tận dụng hết mức Trick Room để công phá và hạ gục nhanh chóng kẻ địch. Đối với những Pokemon gây ra sát thương vật lý như là Rillaboom hay Incineroar hay hỗ trợ như là Omongus thì hãy đảo ra sân vào những lúc thích hợp để tận dụng lợi thế tấn công và quấy rối đối thủ. Dù cho chiến thuật là vậy, nhưng đôi khi cũng phải cần thay đổi cách đánh để phù hợp với lối chơi của kẻ địch. Vì vậy, để tận dụng hết tiềm năng của Pokemon và chiến thuật thì sẽ luôn cần những kinh nghiệm mà nhà huấn luyện đúc kết qua những trận đấu khác nhau. Về điểm yếu của chiến thuật thì như mọi chiến thuật lấy Trick Room làm chủ đạo, không dựng được Trick Room sẽ là điểm yếu khó thể nào tránh khỏi. Vì đội hình hầu hết là những Pokemon chậm, nên đội hình này sẽ khá phụ thuộc vào căn phòng xảo thuật này để có thể lấy được lợi thế. Khi này, nếu đối thủ ngăn chặn Trick Room bằng những chiêu khác như là Taunt hoặc hạ được Pokemon sử dụng Trick Room, trong trường hợp này là Ferrigraph, thì chúng ta cũng sẽ mất đi lợi thế hoàn toàn. Với kiểu đội hình Trick Room thì vốn dĩ cũng đã rất dễ dự đoán và khá thiếu linh hoạt, nên nếu bị bắt bài thì đối thủ sẽ lựa chọn những Pokemon chậm hơn phe ta để chiếm ưu thế. Về việc xây dựng sức mạnh, đối với mảng EV thì chúng ta sẽ gia tăng tất cả và sát thương đặc biệt nhằm giúp sức mạnh đến từ những đòn tấn công đặc biệt của Ursaluna Blood Moon trở nên mạnh mẽ hơn. Phần còn lại thì chúng ta sẽ chia ra lần lượt 220 điểm ở mảng sinh lực và 36 điểm ở mảng thủ đặc biệt để gia tăng khả năng chống chịu cũng như có thể giúp cho Pokemon này có thể trụ sân tốt hơn. Thì chúng ta sẽ nâng full chỉ số trừ mảng tấn công vật lý và tốc độ ra để thứ nhất là tránh trường hợp bị confused hoặc là bị tấn công bởi chiêu Foul Play, cũng như là nếu tốc độ càng thấp thì khi vào Trick Room sẽ càng nhanh. Về đặc tính thì Mind's Eye sẽ là đặc tính độc quyền cố định tuyệt vời nhất dành cho Ursaluna Blood Moon rồi. Về tính cách, là một Pokemon cực kỳ mạnh ở mảng tấn công đặc biệt cũng như được sử dụng trong Trick Room, thế nên tụi mình sẽ lựa chọn tính cách Quiet để giúp gia tăng lợi thế về cả hai mảng tấn công đặc biệt và giảm mạng tốc độ dành cho nó. Nói chung thì chúng ta cứ ráng dìm tốc độ nhiều nhất có thể là được. Về trang bị thì đối với Ursaluna trăng máu, tụi mình sẽ có hai trang bị mà mọi người có thể lựa chọn cho Pokemon này. Life Up với khả năng gia tăng thêm 30% sát thương mỗi lần tấn công gây ra, tuy nhiên sẽ làm mất 1/10 HP mỗi lượt tấn công. Đây sẽ là một trang bị phù hợp cho Ursaluna nếu nhà huấn luyện muốn dồn sát thương nhanh chóng hạ gục kẻ địch. Thought Spray giúp gia tăng một bậc tấn công đặc biệt sau khi sử dụng một chiêu thức dạng âm thanh. Đây sẽ là một trang bị cần thiết khi Ursaluna trăng máu mang theo chiêu thức âm thanh, ví dụ như là Hyper Voice để kích hoạt. Sau một lượt thi triển Hyper Voice thành công thì Ursaluna lúc này sẽ có khả năng tấn công cực kỳ cao. Về hệ Terra, với vai trò là một Pokemon tấn công chính và dồn sát thương cực kỳ lớn, hệ Terra mà mọi người có thể chọn cho Ursaluna Blood Moon đó sẽ là hệ thường. Lúc này thì những chiêu hệ thường của nó sẽ được gia tăng thêm gấp đôi sát thương, cùng với đó là giảm đi đáng kể các điểm yếu của Pokemon này. Về chiêu thức mang theo
thì chiêu Blood Moon sẽ là chiêu thức tấn công dùng sát thương rất mạnh của Barcelona. Tuy vậy thì chiêu này sẽ không thi triển liên tiếp sau khi đã sử dụng. Hyper Voice là chiêu thức Staff hệ thường với khả năng tấn công hai mục tiêu, cùng với đó là khả năng kích hoạt trang bị Thought Spray nếu bạn lựa chọn trang bị này. Earth Power là chiêu thức mảng đặc biệt có Staff hệ đất, giúp bao quát cực kỳ tốt các hệ mà Barcelona có thể tấn công. Khamai là chiêu thức mà mọi người có thể lựa chọn để thay thế, giúp setup gia tăng một bậc tấn công đặc biệt cũng như là phòng thủ đặc biệt, giúp cho nó trở nên khỏe hơn và đánh mạnh hơn. Protect là chiêu thức giúp bảo vệ bản thân trong những tình huống nhất định. Chiêu này có thể mang lại lợi thế và đoán được nước đi của đối thủ, cũng như là bảo vệ bản thân trong lúc mà chờ Trick Room setup thành công. Và bây giờ sẽ là một trận thực chiến để xem sức mạnh của Barcelona trăng máu như thế nào. Đội hình bên kia thì quá dễ thấy, đang sử dụng trời mưa làm chiến thuật chính. Trong đó họ có Pelipper gọi ra trời mưa, Ludicolo thì có đặc tính Swift Swim, tăng tốc độ trong trời mưa. Azumarill thì sẽ tăng được sát thương của chiêu Aqua Jet trong trời mưa. Rồi Acheludon, trong trời mưa thì chiêu độc quyền của nó bắn là đau hú hồn luôn. Cũng may chủ lực của chúng ta là Barcelona Blood Moon cho nên là chiêu hệ điện không có tác dụng mấy. Còn chúng ta thì cứ tuân thủ theo chiến thuật của mình, đó chính là dựng Trick Room trước bằng Fairy Grab. Nếu mà chơi Barcelona ra lực này ra cùng với lại Fairy Grab luôn thì khá là rủi ro, vì bên kia đang là những Pokemon sử dụng hệ nước. Và nếu chúng ta không kịp Terra thì rất có thể những con Pokemon hệ nước bên kia sẽ xử con Barcelona của chúng ta liền. Nhất là con Pelipper vì nó theo hướng đặc biệt, con Ludicolo cũng theo hướng đặc biệt nữa. Thật ra với đội hình này thì rất khó để đoán đối thủ sẽ xuất hai con nào ra đầu tiên. Chắc chắn là con Pelipper phải ra trước, rồi con còn lại có thể là Ludicolo cũng được, hoặc là Acheludon cũng được, hoặc là Azumarill cũng được. Nhưng mà nếu cho Rillaboom ra đầu tiên thì rất dễ bị con Pelipper làm gỏi với chiêu Hurricane. Cho nên là thôi kệ, an toàn nhất là chúng ta sẽ bảo vệ cho Barcelona lượt đầu rồi cố gắng dựng được Trick Room. Trong mấy con Pokemon trên thì khó con Pokemon nào có thể hạ được Fairy Grab trong một đòn lắm. Và đối thủ sẽ cho ra đối thủ cho ra Azumarill đi chung với lại Ludicolo. Chúng ta sẽ bảo vệ Barcelona ở lượt đầu, rồi sau đó chờ cho Fairy Grab dựng được Trick Room. Bên kia đã nhắm chiêu Brick Break vào con Barcelona, vậy là chắc chắn chúng ta đã dựng được Trick Room rồi đó. Sau khi dựng được Trick Room rồi thì chúng ta sẽ Terra cho Barcelona để nó trở thành hệ thường và xóa bỏ đi hệ đất, rồi bỏ điểm yếu hệ đất của nó ra. Bây giờ trên sân thì nó đang là đứa nhanh nhất, rồi Helping Hand sẽ gia tăng thêm 50% sát thương mà nó tạo ra. Lúc này thì tiễn nó thủ lên đường thôi. Một lượng sát thương khủng khiếp, nhưng mà con Ludicolo bên kia có khả năng phòng thủ khá là tốt, ý là phòng thủ đặc biệt ấy. Nhờ xài chiêu âm thanh thì trang bị Thought Ray đã được kích hoạt và chúng ta đang được cộng một bậc tấn công đặc biệt. Rồi với tình hình hiện tại thì cứ càng quét thôi, bên kia không làm gì được nữa. Nếu mà bên kia còn sống được sau 5 lượt Trick Room thì cũng gọi là tài ấy. Con Azumarill bên kia cầm Quick Claw. Trang bị này hình như là có bao nhiêu phần trăm á khiến cho Pokemon có thể di chuyển trước, như là chiêu ưu tiên gì đó, mà ưu tiên cho tất cả các chiêu của nó luôn. Mà hình như là có 10% hay 20% gì đó, tôi không nhớ nữa. Giờ đây thì chắc trong lượt này con Azumarill sẽ di chuyển trước tụi mình. Trời đã bắt đầu mưa và Azumarill bên kia có vẻ cũng sẽ Terra thành hệ nước chăng? Và đúng vậy, bên kia Terra thành hệ nước để sử dụng chiêu Aqua Jet vào. Ui! Hơn là nhờ phòng thủ vật lý của con Barcelona cũng cao sẵn. Bây giờ thì dính bị hai đứa này thôi. Một phát đi luôn Pelipper. Và bên kia có vẻ chỉ còn hai Pokemon mà thôi. Tôi nghĩ bên kia sẽ có con Acheludon, vì nó có chiêu Body Press để tận dụng khả năng phòng thủ vật lý của nó, cũng sẽ là khắc tinh với lại Barcelona luôn.
Rồi, chính xác là vậy, bên kia đã mang theo Acheludon cùng với lại Ludicolo. Bây giờ đang trong trời mưa, nhưng mà chúng ta cũng đang trong Trick Room nữa, cho nên là con Ludicolo đang là đứa chậm nhất. Spore sẽ ru ngủ được con Acheludon lượt này, vì Omongus tốc độ cũng rất chậm, cho nên trong Trick Room thì nó là đứa ru ngủ nhanh nhất. Chỉ có điều chúng ta không ru ngủ được con Ludicolo nha, vì nó hệ cỏ. Hệ cỏ thì miễn nhiễm với chi bào tử. Ui, hên quá. Giờ đây con Acheludon đã ngủ rồi, chúng ta có vẻ sẽ an tâm xử đẹp con Ludicolo. Pollen Pup sẽ hồi lại 50% lượng máu cho Acheluna và khiến nó tỉnh táo trở lại. Lúc này thì vĩnh biệt Ludicolo cùng với một nửa cây máu của Acheludon. Mặc dù là Acheludon hệ thép và kháng được 1/2 sát thương từ hệ thường, nhưng nó vẫn lấy đi được nửa cây máu, hơn nửa cây máu. Giờ đây thì nếu chúng ta cho Acheluna xài chiêu gì thì nó cũng tiễn được con Acheludon về hết. Để đề phòng thì Omongus sẽ dùng Rage Powder để hút chiêu của con Acheludon về phòng khi nó thức dậy. Acheludon thức dậy thiệt. Cũng hên là chúng ta đã đề phòng trước chuyện này và hút chiêu của con Acheludon về. Omongus thì hệ cỏ cho nên là cũng không đáng sợ lắm với Omongus. Cũng hơi đau ha, nhưng không sao, chiến thắng là thuộc về chúng ta rồi. Nói chung thì xài Acheluna trong thế hệ này với mấy con hỗ trợ như thế này thì khá là dễ thắng, tôi thấy là vậy. Và trận đấu kết thúc. Tổng kết là một Pokemon đã sống hàng nghìn năm và lưu lạc đến vùng đất Kitakami, mang trong mình một dáng vẻ cùng sức mạnh vô cùng huyền bí từ ánh trăng đỏ rực. Acheluna Blood Moon hứa hẹn là một Pokemon rất được yêu thích trong đấu trường VGC hiện nay. Và nếu bạn muốn có một mùa trung thu vui vẻ bên các Pokemon, thì Acheluna Trăng Máu sẽ là một lựa chọn tốt lành dành cho những nhà huấn luyện yêu thích ánh trăng mà Pokemon này mang lại. Từ những khả năng và sức mạnh mà nó có, tụi mình sẽ đánh giá cho Acheluna Blood Moon là 5/5 sao. Ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon, cũng như là lối chơi của những Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn gì thiếu sót về Pokemon này thì hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình góp ý xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!